ai trong chúng ta, nếu chúng ta ở hoàn cảnh nào, dù tu nhà, tu chợ, tu chùa, cái quan trọng là chúng ta vẫn ứng dụng lời Phật dạy. Còn cái việc mình ở chùa, ở chợ hay ở nhà không quan trọng. Ở đâu cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy trong khi chúng ta tu nhà hay tu chợ. Nó không có nghĩa là tu nhà dễ hơn hay tu nhà khó hơn, mà bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có những quá trình, có lúc ở nhà, có khi ra chợ, có khi vào chùa. Thì cái câu đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đi, chúng ta tu, có khi ở đây bổn phận của chúng ta một người Phật tử là có nhà, có chợ, có chùa. Chứ có ai ở ngoài chợ tu hoài đâu, có người nào cũng ngồi ngoài chợ đâu, nếu cũng đâu có ở nhà ngoài đâu. Thế thì cái qua không phải hiểu được cái cách là tu nhà là số 1, không phải, mà đó là sự di chuyển. Chúng ta tu ở đâu thì không thể thiếu lời Phật dạy. Thí dụ mình ở nhà mình tu thì mình cũng phải biết cái cách tu ở trong nhà. Chẳng hạn như là mình ăn chay trường, nhưng mà gia đình mình chưa ăn chay trường, rồi mình mới tuyên bố là tôi ăn chay trường, ai muốn ăn gì ăn, tôi cũng nấu. Như vậy là chưa biết tu nhà. Cho dù mình có nói là tu nhà cũng không biết cách tu. Mình tu như thế nào, mình ở nhà mình vẫn ăn lạc, vì bổn phận của mình không thể thiếu. Cái bổn phận của mình là phải nấu ăn cho gia đình thì mình phải nấu. Còn cái chuyện mà mình phải ăn đó là chuyện của mình. Đó, mình tu như vậy. Nhưng mà do đâu mà hiểu được cái đó mà tu, nếu chúng ta không gần thiện tri thức, không có minh sư chỉ dẫn. Cho nên cái câu mà nó là tu nhà rồi mới tu chùa đó, vậy rồi cái ở nhà luôn mà không tu đó, là mình nghĩ như vậy. Cho nên mình bị cắt đứt cái con đường gần minh sư và thiện tri thức. Mình phải có gần minh sư, minh sư mới chỉ cho mình cách tu cho đúng. Mình phải gần thiện tri thức để thiện tri thức hỗ trợ cho mình cách tu. Thí dụ như mình nói trời ơi tôi khổ quá à, vợ tôi khó tính thế này hay chồng tôi khó tính thế kia, chắc tôi ở không được, tôi bỏ quá à, để tôi tu. Thì cái chị kia, chị nói ồ không được chị ơi, chị làm theo cách của tôi nè, tôi làm về clip rồi tôi chuyển được gia đình tôi. Thì thiện tri thức giúp cho mình một cách tu mà không cần bỏ chồng hay bỏ vợ. Đâu phải bỏ chồng để mà tu, mà chắc mà tu được không? Tại vì mình chỉ nghĩ là mình bỏ cái tướng thôi mà. Bỏ một con người đó là bỏ cái tướng, mà cái quan trọng là mình phải bỏ được cái tật. Cái tật của mình mà không bỏ thì bỏ ngàn cái tướng bên ngoài nó cũng vậy. Như ngày hôm qua có hòa thương với đại chúng, ở ngoài nhìn hiếp là đẹp nè, môi son má phấn đủ, mà trong này bé hết trơn. Đụng chỗ nào đau chỗ đó, ruột gan phèo phổ chỗ nào cũng hư, không. Cái quan trọng là ở trong này nó thông. Bộ đồ lòng mà nó khỏe thì ngoài này cũng sao hết à. Ở ngoài này mà nó đẹp cỡ nào mà trong này nó bệnh tùm lum thì chỗ nào nó cũng bê hết. Như vậy cái từ cái body đó, từ cái thân đó, thì chúng ta hiểu ra là mình tu là cái tướng cũng cần, nhưng mà nó là cái phụ. Không phải không thích người này là dục quăng người đó, bỏ cái đó là bỏ cái tướng thôi. Nhưng chúng ta chưa bỏ được cái tật. Mà chưa bỏ được cái tật thì tụng một hồi là chỉ có dãy thác, dãy thác, chứ không phải giải thoát. Dãy dụa rồi thác, dãy dụa rồi thác. Cho nên á, tu chợ tức là mình ra chợ, tức là những có những lúc mình buôn bán làm ăn. Con người thì phải có làm ăn buôn bán, đối nhân xử thế ngoài. Thế thì trong khi anh ra đường, anh đéo nhân xử thế, anh phải ứng dụng lời Phật dạy để ra đường ứng nhân xử thế không có sai. Rồi về nhà, anh đối xử với người nhà như thế nào, anh tu tập như thế nào để người nhà anh hạnh phúc với cách tu của anh. Rồi mai chiều vốt nọ tới cuối chủ nhật, anh xách giỏ anh vô chùa. Anh vô chùa, anh cũng tu ngon lành với những người trong chùa. Thế là cái đó là mình làm trọn cái câu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chớ cái câu đó không có cái ý là nói rằng tu là quan trọng nhất là tu nhà,
rồi tu chùa là tu phụ. Không phải. Hiểu như vậy tức là chúng ta thuần, tức là chúng ta bị thiên về một cái này, mà cái này thuần không có cái kia nó phụ là không được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một tuần lễ quý vị làm 5 ngày, đến 2 ngày cuối tuần quý vị mong đi chùa để thứ nhất tinh thần thoải mái, đi chùa tụng kinh nghe pháp gặp bạn đạo, rồi chúng ta làm việc trong chùa nó có cái vui vẻ, nó thoải mái. Như vậy thì con người cũng phải có những lúc ra khỏi cái nhà thế tục của mình để nhập vào cái nhà xuất thế. Rồi một khi nhờ vô cái nhà xuất thế là tâm tư mình rỗng rang được một buổi, rồi về trở lại cái nhà thế gian cái mình nhẹ nhàng mình làm việc. Pháp Hòa nói vậy đại chúng có hiểu ý không? Giống như mình đi làm, một năm mình làm thì mình lấy một tuần nghỉ lễ, rồi mình đi chỗ này chỗ kia chơi. Mình nói sao? Đi chơi để giải trí, giải khuây, nghỉ ngơi sau một cái thời gian dài làm việc. Rồi khi mình, nhưng mà cũng không thể đi chơi về hoài được, rồi cũng phải trở lại với cái thực tại là đi làm, sống trong gia đình. Nhưng cũng không thể sống trong gia đình mà đi làm kiểu này mãi được, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ một tuần để nhẹ nhàng. Thế thì cái câu đó chúng ta phải hiểu, chùa là cái điểm để trợ duyên cho chúng ta sống chợ, sống nhà cho nó tốt. Bởi vì khi chúng ta về chùa, xin lỗi đại chúng, ở trong chùa nhiều bệnh lắm. Ô, mình gặp người này kia, người nói trời ơi tôi đi chùa tôi phiền não quá. Đâu phải ai cũng vậy. Trong chùa giống như cái bệnh viện, có bệnh nhân mà cũng có y tá, bác sĩ. Nếu mà bệnh nhân hết ở trong đó thất nghiệp hết rồi. Có những người không dễ thương, nhưng mà rồi cũng có những người dễ thương. Nếu mình biết thì mình đi tìm bác sĩ, y tá, mình nói chuyện. Lâu lâu mình gá vô cái bệnh nhân, mình nói 1-2 câu, mình thử coi mình có bị lây không. Nhờ như vậy đó, cái mình về mình tu nhà nó dễ. Cho nên đừng có hiểu theo cái kiểu là không cần đi chùa, tu ở nhà cũng được. Và thưa đại chúng, cái câu này của người Việt mình nói, chứ còn kinh điển không có câu này. Trong kinh không hề có câu này, chư tổ cũng không hề nói câu này. Cái này là do ảnh hưởng cái cách của người Việt nói. Nhưng mà cái người, cái ông bà mình ngày xưa nói, rồi bây giờ mình hiểu lầm câu nói. Ông bà mình nói cho mình nghe là thứ nhất là tu tại gia, tức là cái là tiến trình thứ tự của mình là thứ nhất là mình ở nhà, thứ hai là mình ra chợ, thứ ba mình vô chùa. Thế ông bà mình có biểu mình đừng đi chùa không? Vẫn biểu mình phải đi chùa mà. Tại sao? Tại vì có đi chùa mới biết chùa vui, vì có ăn chanh mới biết chanh chua. Ông bà mình nói có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mà biểu mình ở nhà tu, đi chợ tu, mà đừng quên đi chùa. Tại vì chùa là cái nơi giúp cho mình xa cái ác, gần cái thiện. Vô chùa thế nào cũng gặp được minh sư, gặp được thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức, nhờ minh sư, cho nên hướng dẫn mình đi vô trong nhà mình sống thoải mái, ra chợ mình sống. Quý vị đọc ở trong kinh Thiện Xâm, Đức Phật dạy rõ lắm. Phàm làm ở nhà, chồng đối với vợ sao? Vợ đối với chồng như thế nào? Con cái đối với cha mẹ như thế nào? Cha mẹ đối với con cái như thế nào? Rồi ra ngoài đường đó làm ăn nè, người chủ phải đối với người làm như thế nào? Người làm phải đối với người chủ như thế nào? Rồi vào con chùa là gặp thầy nè, thầy phải đối với đệ tử như thế nào? Đệ tử phải đối với thầy như thế nào? Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không thể hiểu là có nhiều người quan niệm tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái câu đó nó cũng na ná như cái câu hồi nãy vậy đó. Thì cái câu chỉ muốn nhắc nhở chúng ta ở đâu mình cũng tu. Cái quan trọng là ở đâu cũng tu, nhưng mà nếu chúng ta tốt được với ai đấng sanh thầm, tức là cái người sanh ra mình, thì cái việc này nó sẽ trọn hơn. Chứ không chỉ có nghĩa là
ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, nếu vậy mấy thầy đi tu chi? Cho nên hồi xưa ta quan niệm vậy, cho nên hồi xưa ai mà đi tu ta kêu bất hiếu. Nhưng mà thưa đại chúng, ông bà chúng ta nói cái câu này để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người ở trong đời, chúng ta còn gia đình, rồi chúng ta ra xã hội, nhưng phần tâm linh không thể thiếu, chúng ta vẫn phải về chùa. Tại vì khi chúng ta về chùa, chúng ta mới được huân tập, chúng ta mới được soi sáng, chúng ta mới được chăm sóc, chúng ta mới được học hỏi. Rồi nhờ chăm sóc học hỏi cho nên mình về, mình ra chợ, mình sống. Ví dụ bây giờ mình làm ăn buôn bán, quý vị thấy không? Phật dạy mình đó, mình không có lường gạt, cái nào tốt nói tốt. Ví dụ bây giờ cái món này, cái ly này, người ta nhìn phớt coi, người ta thấy sao cái ly này để 8 đồng mà cái ly này có 5. Ủa sao nó khác chỗ nào? Thì mình mới nói thiệt, mình nói dạ tại cái này lúc nhập hàng về nó mẻ chút chỗ này đây, cho nên cái này giá nó 5 đồng, cái này còn nguyên cho nên giá 8 đồng. Nếu người ta nghĩ rằng đối với người ta không quan trọng cái chuyện mẻ một chút, mà cái giá 5 đồng người ta có khả năng người ta mua, tốt, ta mua. Tức mình nói thiệt vậy đó. Rồi mình thí dụ ta tới, ta trả giá, ta coi ngó xong ta không mua, ta đi cũng không có gì phải phun nước miếng, rồi phải chửi bới, phải phiền hà gì hết. Mình bán, ta tới mua mà người ta không đồng ý thì ta đi. Rồi cái cách nói của mình, cách nói của mình làm sao cho trong nhà mình được thoải mái. Có nhiều khi mình đi chùa mình ngọt ngào, mình về nhà mình không có được ngọt ngào, thì tự nhiên ở trong nhà mình mới nói trời ơi, tôi không biết ở trong chùa có tu kiểu nào, hay ổng tu kiểu nào mà ổng về nhà ổng kiểu như vậy. Thí dụ vậy, cho nên mình tu mà mình không có khéo thì cái câu thứ nhất tu tu nhà của mình nó cũng trầm. Cho nên có nhiều khi người ta quan niệm một chiều, hay nói cho dễ hiểu là người ta bào chữa cho cái chuyện không đi chùa của người ta. Ta nói tôi muốn Phật tại tâm. Con nghe câu này thường lắm, tôi là Phật tại tâm, tôi chẳng cần chùa chiên gì hết. Mà thật có Phật tại tâm không? Phật là giác, Phật là sáng suốt, nghĩa là tại tâm. Mà nếu người sáng suốt rõ biết không nói câu đó. Có như bây giờ, thí dụ như bây giờ một cái người mà bệnh đó, người ta bệnh mà mình nói thuốc tại nhà khỏi đi bác sĩ được không? Nhiều khi ở nhà không có cái thuốc đó mà phải đưa bệnh viện mới có thuốc đó. Vậy thì cái chữ Phật tại tâm là chỉ muốn nhắc chúng ta đừng quên tâm mình có Phật. Mà muốn làm cho Phật tâm nó sáng thì chúng ta phải tìm môi trường làm cho tâm Phật nó sáng. Ngày xưa có một người mẹ biết con của mình là người tốt, người giỏi. Bà ở trong cái chợ cá, thì con của bà tối ngày nó học theo người ta, đập đầu cá, đánh dãy cá, bán cá. Bà nói không được, phải dọn. Cái bà dọn đi qua cái chỗ đó là cái chỗ, một cái xóm đó người ta chuyên môn, người ta đóng quan tài, người ta bán. Cho nên con bà tối ngày nó cứ biết gì gỗ quan tài, cách đóng quan tài, mà ế quá nó vô nằm trong quan tài, đậy nắp lại, cái chui ra cái con người chết, nó tới tầm buồn hồn. Mấy người ta bán quan tài ta nói vậy, hễ lúc nào mà ế quá cái mình vô nó mình đầm cái mình đi ra cái có người ta mua. nó sống rồi, cái tư tưởng nó, đời sống nó vậy. Bà thấy cũng không được, bà mới dời qua một cái xóm khác. Và cái xóm này là người ta học hành, người ta lo, thì cái cuối cùng người con nó trở thành. Cho nên á, mình tu á là mình biết chọn cho mình cái môi trường. Cho nên là quý vị thấy nè, Phật đi xuất gia, quý vị nhớ Đức Phật của mình đi xuất gia ban ngày hay ban đêm? Phật đi xuất gia ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Nửa đêm mà thái tử vượt kinh thành đi xuất gia, tới gõ cửa Sa Nạc. Sa Nạc nói trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Trời ơi, ta đang say ngủ mà giờ này ngài đi đâu? Nhưng mà ngài trả lời lại, chính vì người ngủ nên ta thức, thức
để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên Đức Phật đi tu không đi ban ngày mà đi ban đêm, tượng trưng cho con người đi từ tối ra sáng. Hôm qua mình học đó, một trong những cái đức tánh của trăng là từ những cái ngày mùng 1, mùng 2 trăng mờ, mờ dần cho đến ngày rằm thì trăng tròn sáng đẹp. Người tu mình phải tu từ cái chỗ mê mờ không hiểu gì hết, mà càng tu càng thông, càng sáng, càng hiểu ra. Không biết mình tu sao, mình học sao, giờ từ từ cũng sáng, sáng, sáng vậy mà sáng rực chói, ai nhìn cũng nổi. Tao thấy mình đâu, tao quẹo chỗ khác thôi. Tao nghe có mình là tao quẹo chỗ khác là biết cái mình rực rỡ lắm rồi. Cho nên á, Phật tại tâm nghĩa là chỉ nhắc nhở mình xác định một điều: tâm có Phật. Nhưng phải tìm một cái môi trường để cho tâm Phật nó sẽ tu. Nếu chúng ta tu mình nói mình mà mình chưa có đạt là nguy hiểm lắm. Có một cái anh thanh niên ỷ mình học chút Phật học, đi vô trong chùa gặp ngài Triệu Châu. Thế thì anh thử à, và thưa, nghe nói người tu hành xả dữ lắm phải không? Hòa thượng cũng im im vậy. Anh nói: tôi nghe nói mọi người có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh và ai cũng biết xả. Thế thì vậy hòa thượng cho tôi mượn cái gậy, cho tôi xin cái gậy được không? Thế hòa thượng mới nói: trượng phu là người quân tử, không xin đồ của kẻ khác. Tức là người khác thích của người ta mà người ta đang dùng, mình không nên, mình là quân tử không kiếm cách mà xin vậy. Thì hòa thượng trả lời nói: quân tử không xin những vật dụng người khác, kẻ khác thích. Cái thì anh chàng nói: tôi không phải quân tử. Hòa thượng đáp: vậy tôi cũng không phải Phật. Có một hôm anh đang đi ngồi học bài, hòa thượng đi ngang, anh không chào. Hòa thượng mới nói: nhỏ mà gặp người lớn không chào, không lịch sự, đối đế quá, chắp tay lên, hello. Hòa thượng nói: chào mà ngồi không cung kính. Ảnh mới nói: ngồi chào cũng như xá chào, à đứng chào, ngồi chào như là đứng chào. Hòa thượng đi nhẹ nhẹ tới sáng anh bật tay: hòa thượng, sao hòa thượng tán tôi? Anh mới nói: ngồi như đứng thì giờ đánh như không. Vậy thì hòa thượng Triệu Châu làm gì với anh siêu sinh này? Khai thị. Thị là chỉ, khai là mở. Khai thị nghĩa là anh chỉ nói thôi, như là người thông suốt đạo lý. Nhưng mà cái thông suốt của anh là thông suốt cái gì? Thông suốt cái tướng, thông suốt cái mặt, chữ nghĩa. Nhưng anh chưa thông được. Cho nên mình học Phật, mình ứng dụng lời Phật thì mình mới thấy lời Phật mầu nhiệm, pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bây giờ mình nói vô thượng, pháp của Phật là vô thượng thậm thâm, là pháp vi diệu. Thì vi diệu ở chỗ nào? Đâu phải ở cái chỗ mà mình bệnh mình lại quá trời cái mình hết bệnh kêu vi diệu đâu. Cho dù lại Phật hết bệnh, nhưng mà chỉ hết lúc đó thôi. Rồi năm 10 năm sau thế nào cũng có ngày bệnh để rồi. Bởi vì nếu mà tụng kinh mà hết bệnh mà không chết thì đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà nhớ, khi chúng ta được một cái đặc biệt, chúng ta nghĩa là tạm thời chúng ta gọi là Phật độ đi, cũng nhớ cái này cũng chỉ là tạm thôi. Mà hễ mà được Phật độ rồi á là phải tu cho dữ nữa. Để làm chi? Để đến cái ngày mà không có còn gia hạn được nữa thì mình cũng còn chỗ để mình đi. Có nhiều khi sau một cơn bệnh hoạn gần chết, hết bệnh, tưởng đâu mình tu, ai nhè đâu mình ăn chơi tiếp. Không, và mình buông thả cuộc đời mình tiếp. Mình lượm được cái mạng thì mình phải cố gắng mình tu, mình thấy cuộc sống mong manh quá.
cuộc sống mong manh quá, tôi thấy là rõ ràng là tôi chết rồi đó, mà giờ tôi được sống về là thiệt sự là một cái gì đặc biệt. Nói theo, đừng nói cho bây giờ mình thấy mấy cái Phật độ hay là được một cái đặc ơn gì đó, thì nhớ nếu chúng ta được cái ơn ở bên trên mà giao mình và giao hộ mình phải tu dưỡng nữa, chứ đâu thể buông thả như vậy. Vì vậy cho nên á, mình ở nhà mình cũng có cái cách tu của mình. Quý vị tu như thế nào? Trước khi đi chùa, bổn phận của mình phải đầy đủ, cơm nước đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng, rồi sắp giỏ đi chùa mới yên cái bụng. Còn nhà mình không xong rồi trời ơi, mình hợp phong đó, tụng kinh chứ nói giờ hoài. Cho nên tụng kinh như giải thoát, mà thiệt sự tâm tư mình chưa có giải thoát, bị mình biết ở nhà còn chút ràng buộc. Nếu hôm đó mình định đi chùa, đùng một cái gia đình có việc, quý vị cứ ở nhà lo đi, không có sao hết. Bây giờ đấy, tôi đi tu, trời tôi tu, tại mà thầy bữa nay thầy giảng thế này thế kia tôi không đi được, mà trong cái đó ở nhà mình nó ngổn ngang. Thà mình ở nhà mình làm cho nó rồi. Rồi thì đó, mà cái đó là tu nhà đó. Rồi khi nào mà mình biết ứng xử được như vậy, rồi mình ra đường, ra chợ, mọi người xung quanh, cách ứng, cách sống của mình nó cũng dễ dàng. Rồi khi được như vậy rồi, cái mình vô chùa, mình nhịn được bà con trong tòa chùa. Trời ơi, cái bà ngoài chợ bà chửi tôi quá trời, tôi còn nhịn được, mà chị bạn này chỉ lỡ nói tôi câu không có nói gì. Cho nên nhờ ở ngoài chợ đó, nhờ nhịn được ngoài chợ đó, cho nên vô chùa nhịn được chị trong chùa. Chị trong chùa chỉ bất quá chỉ nói tôi câu vậy thôi, mà không có nặng bằng cái chị bữa ngoài chợ. Vậy thì ở ngoài chợ mình mà nhịn được thì hôm nay mình nhịn dễ hơn. Rồi bây giờ nếu mà mình vô đây mình nhịn được rồi thì cái tăng trưởng cái sức nhẫn của mình lên, mai mốt ra chợ trở lại cái bình thường có còn phiền. Cho nên ba cái này nó làm sao, nó tương trợ cho nhau, chứ không có cái ý là biểu mình phải ngồi trong nhà tu trước, biết chừng nào xong việc nhà mới được đi ra chợ rồi tu. Không, không ai ngồi trong nhà cả đời, cũng không ở ngoài chợ cả đời, mà cũng không ai ở trong chùa cả đời. Thế thì cái câu này chúng ta phải hiểu, chúng ta có ba môi trường để tu, mà môi trường nào cũng là môi trường chúng ta cần ứng dụng lời Phật dạy. Ở nhà cũng vậy, ở ngoài chợ cũng vậy, hay là ở trong chùa cũng vậy. Mình về nhà mình tu, mình phải có thời, mình phải có một cái thời khóa biểu. Lúc nào mình tụng kinh, có nhiều vị sợ tụng kinh ban đêm lắm. Nói là trời do giờ đó Phật ngủ, sợ tụng Phật không nghe. Đâu, có nhiều người không dám thắp nhang ban đêm. Có người tụng nói là Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ sáng, Pháp Hoa phải tụng mấy giờ. Cái đó là mình không có thông lý. Nếu mà thần chú Lăng Nghiêm mình không được tụng lúc 4 giờ sáng, mình tụng 12 giờ trưa cũng sao hết. Không có, trong kinh không có cái câu là kinh này để tụng lúc 4 giờ sáng. Chỉ có cái cuốn nghi thức tụng niệm do chư tổ soạn thì quý ngài mới để là khởi sự từ 4 giờ sáng, vì quý ngài muốn làm một cái quyển cho mình sáng trưa chiều tối cho nó rõ ràng, vậy là mình nương theo đó mình tụng. Nhưng cũng đừng có bắt buộc là phải đúng vậy mới gọi là kinh. Trước khi kinh người ta còn phải sao mà sao bài rồi mới kinh, sao cho nó lộn xộn lên rồi mới kinh mới được. Ý Pháp Hòa muốn nói rằng khi thành lập một quyển nghi thức tụng niệm, hay là gọi cái quyển kinh gọi là kinh nhật tụng đó, nhật là gì, là ngày, tụng là tụng niệm, kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có biết, cho nên các tổ mới soạn cho mình một quyển nghi thức. Sáng tụng này, trưa này, 14 tụng này, rằm tụng này. Đó là để cho mình có cái khái niệm. Một khi mình đã thuần thục rồi, cái thời sám hối mình có thể tụng bất cứ ngày nào, không nhất thiết phải là 14 hay rằm hay 30 được rồi. Mình có thể lại sám hối mỗi ngày. Nếu mình cảm thấy rằng nghiệp chướng mình nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc,
Mình có thể sám hối mỗi ngày để giúp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng dễ thôi. Phẩm kinh A-di-đà không phải chỉ để tụng cầu siêu. Nhưng mà bây giờ mình nói, chư tổ ơi, con muốn tụng cho người mất, không biết tụng gì. Các tổ mới đưa cho mình quyển kinh nghi thức tụng niệm cầu siêu, có kinh Di Đà, rồi cái từ đó mình dính luôn chỗ mình nói kinh Di Đà để tụng cầu siêu thôi. Ở nhà tụng kinh này chắc chết, mà không biết gì hết là chết chắc. Kinh Di Đà là để nói cho chúng ta biết một cảnh giới thanh tịnh. Mà thật sự mà nếu mày ngồi mày giải thích kinh Di Đà, nguyên cái bản kinh Di Đà không ngoài cái thực tại hiện tiền mà chúng ta đang sống. Phóng vào ví dụ, trong kinh nói ở cõi cực lạc, sáng nghĩa là mỗi ngày hoa trên trời rơi xuống, rồi dân cái cực lạc lấy cái giỏ hứng hoa đầy hết, rồi đem đi cúng cho mười phương chư Phật. Rồi tới giờ trưa làm cái gì? Ăn cơm. Không ai tụng kinh Di Đà hết. Thường dĩ thanh đáng, cái dĩ kết gì đó, cúng dường chư Phật phạn thực, trở về quốc độ của mình. Mình cúng dường cho chư Phật rồi trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành, có phải không? Vậy thì cõi cực lạc có gì đặc biệt? Mình ở đây mình cũng ăn cơm đi kinh hành, mà tại sao mình cực khổ? Mà đợi tới về trên kia rồi ăn cơm đi kinh hành kêu cực lạc. Vậy thì trong kinh Di Đà muốn nói cực lạc là ở đâu? Khi cái tâm của mình bình thường như mọi việc bình thường, đã ăn cơm rồi đi bộ. Buổi sáng quý vị thấy không? Nắng nè. Nếu mà hôm nay mình ngồi đây mà trời mưa, cực không? Vậy thì bây giờ có nắng. Khi mà trời mưa cái mình né, mình trời ơi mưa quá, phải chi trời nắng ha. Mà hãy nắng cái mình che, nó nắng đen. Vậy thì mình không có chỗ nào mình cực lạc hết á. Thế mà trời mưa mình nói trời ơi sao mưa có ướt gì bữa nay, mà trời nắng khô ráo cho mình ngồi cho nó khỏe ha. Mà hãy mà trời nắng lên cái thì mình lại không chịu. Vậy thì cái cực lạc của mình á là đơn giản như hàng ngày. Cho nên trong kinh Kim Cang á, mở đầu cái bản kinh đơn giản, Đức Phật đi tuần tự khất thực, rồi về ngồi dưới gốc cây ăn cơm. Ăn cơm xong Phật đi rửa bát, rồi xét y lên tòa ngồi. Kinh Kim Cang mở đầu bằng một hình ảnh Đức Phật đơn giản. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng cái tu của đạo Phật không có gì đặc biệt là những chuyện bình thường. Chính cái bình thường mới là cái chúng ta cần tu, cần có, mà thật sự chúng ta rất mong có. Phóng vào ví dụ, hôm nào gặp quý vị hỏi sao lúc này cuộc sống thế nào? Chán lắm, bình thường. Vậy mà hôm nào mà cuộc sống mình nó bất thường, trời ơi tôi chỉ mong tôi bình thường thôi mà sao cuộc đời tôi nó cứ bất thường vậy? Phải không? Cái bình thường là cái tốt. Cái bình thường là cái tốt. Thí dụ như ngày nào gia đình mình cũng khỏe mạnh, đi làm rồi về nhà đúng giờ, nấu cơm ăn rồi đi ngủ, rồi nói chung làm những cái việc bình thường đó, đó chính là cái mình muốn. Cho nên có nhiều người học trò đến học với thầy, nghe thầy nổi tiếng mới tới học, mà sao ở 2 năm 3 năm 4 năm mà không thấy ông dạy gì chứ. Rồi cuối cùng lên nói thưa thầy, con ở đây với thầy, con nghe thầy nổi tiếng quá, con lên đây con học mà con cuối cùng con ở riết con nổi bụng. Thầy nổi tiếng mà con nổi mụn, con làm quá con nổi sân, con nổi đủ thứ hết, mà chỉ con cái con không nổi là không nổi tiếng, chứ còn gì con cũng nổi hết, nổi giận, nổi sân, nổi đủ thứ nổi hết. Giờ thôi xin thầy cho con đi chỗ khác con tu. Thầy cũng nói, nói giờ ngày mai trước khi con đi con đem một cái xô, con lấy một cái thùng mà con chất đầy một xô gạch lên đây cho thầy, đầy một cái xô gạch dẫn lên đây thầy cho con đi. Khi mà đem một cái xô gạch lên rồi, thầy ông thầy đấm một cái nấm cát rải ở trên cái thùng gạch đó, thì cát nó mới lòn lấp theo những cái kẽ hở của nó tọt xuống đó. Ông thầy nói, nãy con thấy gạch không con? Dạ thấy gạch. Nhưng con thấy cát không con? Dạ không thấy. Gạch
Tức là những cái con nghĩ con đầy đó. Mình nghĩ mình đủ này, mình đủ kia đó, nhưng mà mình đừng có quên, nó vẫn còn những cái kẽ hở. Mà chính cái kẽ hở đó thì chúng ta vẫn phải biết rằng chúng ta đừng có quên rằng mình giỏi cỡ nào thì nó cũng còn có cái kẽ hở, cái kẽ dở đó. Còn cái mình thấy nó bự bự như con gạch vậy nè, mình thấy gì mình giỏi, mình đủ rồi, cái đó nó chỉ là xô gạch thôi. Còn mình mà bước ra ngoài á, những cái nhỏ nhỏ nó lọt hết vô đó mày. Thí dụ mình nói tôi bây giờ tôi khỏe đó, ai nói thì nói, tôi không có giận hờn gì ấy. Thôi đi bà, bữa hôm nó chửi bà quá trời, thầy nó nói gì tôi. Đó là mình khoe với người ta, tôi bây giờ tôi khỏe lắm, ai cũng mắng gì mắng, cũng nói thì cái chuyện. Thôi đi bà, bữa hôm cái nhỏ kia nó chửi bà quá trời, tôi nghe, tại tôi không kể bà nghe. Đâu đâu nó nói gì bà kể tôi nghe. Đó là mình biết rằng cái mà mình hiểu đó, cái mà mình nghĩ là mình á, nó chỉ là mấy cái cục gạch trong cái xô đó. Nhưng mà mình vẫn còn những cái mà chúng ta, cái nhỏ nhỏ đó, cho nên cái thô mình trừ được, mà cái tế thì rất khó. Rồi nói một cái gì gọi là thường, thì người thầy mới nói, khi con đi về chùa đây, con dọn cơm thầy, thầy có ăn không con? Dạ thầy có ăn. Thầy ăn xong rồi con làm gì? Nói dạ con dọn chén xuống con rửa. Thì người thầy nói vậy con còn muốn gì nữa? Con dọn cơm thì thầy ăn, thầy ăn hết con bưng xuống chén rửa, cuộc đời nó bình thường vậy con còn muốn gì nữa? Đạo ở ngay cái chỗ. Cho nên một vị tổ người Việt chúng ta mới nói như thế nào? Đạo vốn không nhan sắc, đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình ăn mặc ấy, nếu mà mình chỉ chọn màu trắng với màu đen thôi, không bao giờ đổi món. Còn hoa này màu kia, nó có ngày nó hết món. Ăn mặc mà trắng đen á, là không bao giờ mất món. Tại vì hai cái màu đó đơn giản mà nó có thể ứng dụng, nó đáp ứng được. Còn bông này bông kia thì nhiều khi ta nhìn bông ta biết bông này là mặc thuộc mùa xuân, hoa này thuộc mùa thu, có phải không? Cho nên không có cái nào mà nó tốt cho bằng nước lọc. Dù nước trà, cà phê, coca, bất cứ nước nào nó cũng phải nhờ cái nước lọc này mà nó pha ra. Cho nên nhớ là mình có uống nước gì đi nữa, nó cũng không ngoài cái nước lọc. Cũng như thế. Nước lọc tuy nó trắng trẻo, nó lạc lẽo vậy, nhưng mà nó vẫn là cái mà chúng ta cần mỗi ngày. Sự tu hành của mình cũng vậy. Đừng có cầu cái gì đặc biệt. Cái đơn giản là chúng ta hoàn cảnh nào chúng ta vẫn ứng dụng, chúng ta sống được. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây á, thì có một anh, ảnh bị ung thư. Người vợ lên báo cho Pháp Hòa hay, và Pháp Hòa có nói rằng sau cái chuyến đi giảng thì Pháp Hòa sẽ tranh thủ về thăm anh. Giờ tối hôm qua thì Pháp Hòa nhận được tin là anh mất rồi. Thì mặc dù đêm hôm rất khuya, nhưng mà Pháp Hòa vẫn tìm số phone của vợ của anh để Pháp Hòa gọi, Pháp Hòa thăm. Và Pháp Hòa an lòng cho chị là Pháp Hòa sẽ sắp xếp cho chị, tại bây giờ chị rối lắm, hai đứa con còn nhỏ quá. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, Đức Phật Di Đà cũng đưa bàn tay đối với mình. Cho nên tại sao Đức Phật Di Đà đứng đưa cánh tay như thế này? Đó là dẫn dắt. Đó, mà mình có khả năng mình dẫn dắt, do mình phát nguyện dẫn dắt. Cho nên cái bàn tay trên này Phật có đưa ngang đây, tượng trưng cho định tâm. Không đưa đây, không đưa kia, ngay đây. Tâm mà định rồi thì sự tiếp dẫn của mình không gặp ngại. Cho nên Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Mình xin Phật dẫn dắt cho mình. Mà bây giờ Phật dẫn mình không chịu đi là sao?
Cho nên nếu mình cứ nói Phật ơi cho con đi, con bà cụ kia bà khấn nói Phật xin cho con đau một giây chết một giờ, đó là ước nguyện của con, đừng có cho con dây dưa khổ thân con rồi khổ con cháu của con. Phật thương con, Phật cho con đau dây chết giờ. Thì vừa đang khấn vậy thì chú tiểu chùa chú đi ngang, chú phốc lên cái tượng Phật, chú đứng phía sau, chú nói được rồi chuẩn bị đi liền con. Thì nghe như vậy đi, bà mới nói dạ dạ con quên chuyện, con chưa nấu cơm. Cái công chuyện nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà để nhắc chúng ta rằng nhiều khi chúng ta muốn vậy đó, nhưng mà hãy chuyện nó tới bắt đầu lo sợ vô cùng. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là Pháp Hòa bên nhà cũng nhiều việc, rồi khi mà đi á thì phải lo cho mọi việc công việc ở cái nơi chốn mình đi. Nhưng mà bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không ngoài cái Phật sự mà. Thưa đại chúng, hôm nào quý vị không thể đi chùa, ở nhà phải nấu cơm cho người thân, quý vị cũng coi bữa cơm đó là Phật sự. Bởi vì tất cả đều là chúng sanh, mà cái chúng sanh mà cần độ nhất là chúng sanh nhà đình của mình, vì họ có duyên làm chồng, làm vợ, làm con với mình. Đừng có chờ đến khi vô chùa mới có chúng sanh để cho mình nấu cho ta. Nếu mình ở nhà mà để làm được cái bổn phận này mà cho mình, nếu hôm nay mình ở nhà mình mất một cái bữa đi chùa, mình biết mình mất vui với bạn đạo đó, nhưng mà mình biết mình ở nhà bữa này là nó gia đình mình sẽ yên ấm thì nên. Bởi vì cái nhà mình nó yên thì cái chùa, cái sự đi chùa mình nó cũng yên. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái câu mà ngày xưa ông bà chúng ta nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chúng ta phải hiểu đúng cái câu này. Thì chúng hiểu đúng là chúng ta phải hiểu rằng ý ông bà chúng ta muốn nói rằng đó là một quá trình tuần tự mỗi môi trường của một người đệ tử. Không thể, bởi vì chúng ta có một gia đình, rồi chúng ta vẫn phải ra ngoài xã hội, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm ăn, và cuối cùng chúng ta phải tranh thủ thời gian để về chùa. Và bất cứ lúc nào, dù ở hoàn cảnh nào, nhà, chợ, chùa, thì cũng không thể không ứng dụng lời của Phật. Kinh Thiện Sinh có dạy đủ những cái phương thức để chúng ta sống mà chúng ta đầy đủ, không có sai, không có bệnh. Phật tử là phải quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Bởi vì khi mình quy y là nhắc nhở mình là Phật tử. Thưa đại chúng, chỉ cần mình nhớ mình là Phật tử thôi là tự nhiên cuộc sống của mình nó có cái thay đổi. Cũng giống như mình nhắc mình là người đàn ông đã có vợ, tự nhiên không có để cho mình đi xa. Mình là một người nữ đã có chồng, tự nhiên vô cái cuộc. Vậy thì Phật tử quy y không phải để mình mất cái tự do, mà để làm cho cái đời sống đạo đức của mình nó rõ ràng và nó có cái sự nghiêm. Nếu mình không là Phật tử thì mình là tục tử. Mà tục tử tức là người ở trong cõi tục, cõi đời. Mà cõi đời thì mình sống chạy theo cái đời như vậy. Còn mình là Phật tử, tự nhiên đưa mình vào cái khu. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu? Bởi vì cạo cái đầu thì cái tướng nó khác với tướng đời. Tự nhiên giờ không lẽ ông thầy mà ngồi kéo chân hút thuốc, cái thiệt tự nhiên cái tướng này nó không làm cho mình đi theo con đường đó được, cái nó thúc liễn mình lại. Cho cái tướng á, nhiều khi người ta nói tôi không cần tu cái hình tướng. Đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Bởi vì cái tướng nó giúp cho cái tâm. Ví dụ như bây giờ tâm mình tịnh ở đâu cũng tịnh, nhưng nếu mà mình ở một cái hoàn cảnh này mà không có ai làm ồn gì hết, mình ngồi mình nghe tiếng nói pháp thoại rõ ràng thì vẫn dễ dàng thu nhập hơn là bao nhiêu cái tiếng lao xao bên ngoài. Vậy thì cái hoàn cảnh nó sẽ giúp cho cái sự tu mình dễ hơn.
ai không biết hình Phật chỉ là tượng, nhưng mà nhờ cái tượng đó đó, nhờ cái tượng tạm đó đó, giúp cho mình có được một cái định hướng về tâm, giúp cho mình có một cái khái niệm về hình ảnh đẹp của Phật. Chứ ai chắc Phật Di Đà tướng này? Chứ quý vị qua Thái Lan, Phật nhìn giống Thái Lan. Qua Nguyên, Phật nhìn giống Nguyên. Qua Trung Quốc, Phật nhìn giống Trung Quốc. Vậy bây giờ Phật của mình là biến tướng theo cái nhìn của mỗi quốc gia. Thì quốc gia nào đẹp kiểu nào thì theo Phật kiểu đó. Chẳng hạn như người Hoa là Phật là phải tròn đầy, mới gọi là gì? Phúc hậu. Cổ phải có ba ngấn, nó gọi là người phúc hậu. Qua bên xứ Ấn Độ, cái tướng đẹp của một người trượng phu là gì? Là môi phải dày. Nên mấy tượng Phật bên mấy quốc gia nó môi dày, môi dày cũng đẹp, môi mỏng mới đẹp. Mỏng quá mà nó nhiều chuyện. Thì thưa đại chúng, khi mình hiểu, hồi nãy Pháp Hòa có nói chữ giải thoát á, có nghĩa là mình làm sao cho cái tâm của mình nó biết quán bất cứ mỗi cái hoàn cảnh nào, để giúp cho mình được cởi mở ra khỏi những cái ràng buộc. Như thế gọi là giải thoát. Chứ đừng có chờ khi mình chết mình mới giải thoát. Cực quá, tu mấy chục năm chết mới được giải thoát. Mà thật sự ra khỏi nói giải thoát cũng giải thoát rồi đó. Giờ hết gì lo là giải thoát chứ gì. Nhưng mà ngây đơ đó, không? Phải giải thoát từ đó. Thấy cái gì mình cũng có thể mình chấp nhận và mình nhẹ nhàng được. Nếu như chúng ta không chấp nhận, không có cảnh nào mà nó bực. Ở nhà cũng bực, ra chợ cũng bực, mà vô chùa cũng bực. Tại vì không có cái chỗ nào mình thoải mái, mình nhẹ nhàng được. Cho nên chư tổ nhắc mình nghe, giải thoát, giải thoát, giải kết. Giải kết, giải quan kết. Giải kết ở trong nhà, giải kết ngoài chợ nè. Giải kết ở đâu? Ở trong chùa. Giải quan kết. Giải cho liễu, giải liễu tiền sanh. Tức là giải cho sạch những cái mà quá khứ nó đi theo mình. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình hiểu như thế đó. Nhưng mà qua đây á, đừng có ôm cái đó qua đây rồi mình hiểu như vậy nữa. Nó nhiều khi nó không hợp. Mình phải biết ở Việt Nam khác, ở đây khác. Mà thậm chí nè, ở đây mình cất nhà đó, ở đây mình cất nhà đó, cái bản vẽ của cái tỉnh Quebec, nó có những cái luật của cái tỉnh này. Đem cái bản vẽ của tỉnh này về tỉnh Alberta mà cất là nó đã trật rồi. Vì mỗi tỉnh nó có cái cách, cái luật. Quý vị đi qua bên Oklahoma, Hoa Kỳ, nhà nào cũng có cái hầm ở phía ngoài base, ở ngoài garage, để người ta trú ở trong đó những cái ngày mà cơn trốt nó tới. Tại cái vùng đó có những cái giông bão, những cơn trốt, cho nên nhà nào cũng có cái hầm. Thế mà mỗi lần mà giông bão trốt tới là mọi người phải đi xuống cái hầm đó để mà trốn. Rồi cái mình thấy vậy, cái ở đây mình cũng làm cái đó nữa. Không dùng tới bắt đầu làm kho. Thật thử ra không phải chỗ nào nó giống vậy. Mình hiểu như vậy thì chùa, nhà hay ở trong ngoài chợ, tâm mình vẫn bình an. Tại vì chỗ nào mình cũng biết ứng dụng mình. Nhờ đâu được như vậy? Nhờ mình gặp minh sư, nhờ mình gặp thiện tri thức. Cho nên mình mới nguyện đó, kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh nghiệp trần lãnh xác. Mình nguyện đời sau sanh phục Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Những cái câu đó là bằng tiếng Anh Hán ngoài xưa mình tụng, bây giờ dịch cho tiếng Việt. Thì nếu mà mình người Việt mình tụng tiếng Việt cho mình dễ hiểu, mình cũng đừng chấp nên không tụng tiếng Việt không linh, tụng tiếng Anh Hán mới linh. Bắt đầu mình cũng mở cuốn đó ra mình tụng, mình hiểu vậy đó. Tụng mà không hiểu
Nhưng mà nếu mà mình kinh Di Đà mà đã dịch ra cho mình tụng thì mình cứ tụng chứ. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, trong vườn cây ông cấp cô độc. Thí dụ vậy, lúc bấy giờ Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng: từ đây đi qua cõi phương Tây quá 14 ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nơi đó có một vị Phật tên là A-di-đà, hiện nay đang nói Pháp. Nghe hiểu không? Hiểu. Còn nếu mình tụng tiếng Hán: nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật, hữu thế giới danh biết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A-di-đà, kim hiện tại thuyết Pháp. Nghe nhò quá trời. Ta nghe mình là nho chung, nho chung. Mới hồi hỏi lại nho khô. Còn giờ mình là người Việt, mình tụng tiếng Việt có sao đâu. Không có phải là tụng tiếng Hán mới linh. Trời đất ơi, tụng tiếng Việt đây nè. A Di Lị Đô Bà Tì tụng còn không rồi nữa, vậy mà theo Tây Tạng rù rù hiểu gì. Mình có kinh ông tổ của mình người Việt âm ra mình tụng, cái đó không, người ta học cái đó không phải là đúng, nhưng mà mình tụng mình có hiểu không? Tụng cái bài của mình đây nè, mình tụng còn chưa hiểu hết nữa. Cho nên ở đây không phải là nói như vậy là thế này thế kia, nhưng mà chỉ nhắc cho đại chúng, cái giải thoát của mình ở cái chỗ là mình thấy được cái vấn đề của mình. Mình là người Việt, khi mình quy y là mình phải nói con xin quy y Phật bằng tiếng của mình, thì cái câu đó nó mới đi vô trong tâm thức của mình được. Còn thí dụ như bây giờ mình là người Việt mà bây giờ đi quy y theo người Hoa đó, quy y phò, thì mình phải quy y phò, quy y Pháp, quay dí xăng. Quay dí gì mình cũng quay dí mà mình không hiểu gì hết. Quay dí là gì? Người Hoa này ta hiểu vậy đó. Nhưng mình là người Việt là con xin nương tựa Phật, hay là con xin quy y Phật. Tự nhiên mình nhớ ngày hôm đó mình đã nói là mình quy y Phật rồi. Nó vậy thôi chứ không có nói là người ta sai. Nhưng mà mỗi một quốc gia nó có cái ngôn ngữ mình tụng. Ngày xưa chưa dịch thì mình chịu, mình phải tụng tiếng Anh Hán. Nếu mà mình tụng Hán cũng không sao, nhưng nếu có những bản kinh đã dịch mà mình có tụng bản dịch đó cũng không có nghĩa là nó không linh. Nhiều khi nó còn linh hơn nữa, là tại vì mình hiểu được kinh rồi mình ứng dụng được lời kinh thì bài kinh nó càng linh diệu hơn. Như nãy quý vị tụng cái bài khấn nguyện đó, Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay, để hồi đầu hướng thiện. Tụng mấy câu đó nó thấm biết bao nhiêu. Vậy thì mình giống như hồi nãy á, hôm qua Pháp Hòa cũng hơi hối hận, bởi vì mấy em nó ngồi đó đông lắm ở trên chùa Trường Thủy, mà Pháp Hòa lại tự nó nói tiếng Pháp không, mà mình thì đâu biết nói tiếng Pháp, cho nên mình không nói tiếng Anh. Tới hồi tha giảng xong nó tới nó thăm hỏi con biết tiếng Anh, nó sổ cho mình nghe. Mình phải xin lỗi, mình nói thầy xin lỗi là nãy đáng lý ra thầy phải nói chút tiếng Anh. Bây giờ mình muốn chuyển tải cho em của mình nó hiểu thì mình phải nói cái ngôn ngữ của nó để nó hiểu. Mà mình chỉ cần mình hiểu được vậy thôi, mình giải thoát vô cùng. Giải thoát vô cùng. Quý vị ăn chay, đi ra chợ mua một dĩa, một đi vô trong nhà hàng á, người ta xào một dĩa mì xào ở trong nhà hàng, đem ra là dĩa mì có rau, có tàu hũ rồi là mình ăn chay chứ gì. Nhưng mà biết chắc cái chảo trong đó người ta có rửa không? Rồi biết chắc cái thớt mà người ta cắt đậu hũ chiên cho mình ăn đó có không dính thịt không? Cái mình ra mình thấy cái này cũng còn hơi mùi thịt á. Vậy mình khổ lắm. Chay có nghĩa là khi nào mình trong cái dĩa của mình nó
trong sạch, nó tinh khiết. Bây giờ đã ra chợ ăn, chấp nhận ra chợ ăn thì nhiều khi mình phải giải thoát chút chút cái đó. Còn không là mình khổ. Rồi bây giờ mình vô McDonald's mình ăn, mình nói cho tôi cái khoai chiên không, chắc cái thiết khoai đó là chắc chắn 100%, để dành nó chiên một hộp khoai chiên cho mình đó. Nếu mà cái anh đó để một cái chảo riêng để bán cho mình, chắc năm nó bán được cho mình lần. Thôi thì khúc mắt. Còn nếu mình đã đi ra chợ đó, tu chợ đó, ra chợ tu đó, mình ở nhà mình tu nè, nấu chay ra rồi, con mình nó đi học rồi, nó đói bụng quá, nó múc miệng miếng, nó múc kìa miếng, trời ơi trời, tôi nấu cái nồi chay tôi ăn mà tôi chưa ăn, nó ăn sạch bách rồi tôi ăn cái gì đây. Thường ngày mình muốn con mình ăn chay không? Vậy tại sao giờ nó ăn hết nồi không mừng mà lao tùm? Tu nhà đó, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ. Rồi tưởng sao ở nhà con ăn cũng la phải không, đi vô chùa làm công quả, người ta mình nấu ra cái ta tới ta nói chị cho tôi thêm tô ăn gì dữ vậy. Ở nhà con ăn cũng la, vô chùa làm công quả nấu cho bá tánh ăn, người ta ăn thêm cũng la. Vậy là mình không phải thích tu mà thích la. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và chỉ muốn xác định lại cái câu mà thứ chúng ta thường nói. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Để cho chúng ta đừng hiểu lầm cái câu đó là không cần đi chùa mà cứ ở nhà mà tu. Không phải vậy. Ở nhà, chợ và chùa là ba môi trường của một đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào không có gia đình, chúng ta không thể nào không ra xã hội làm ăn tiếp xúc, và chúng ta càng không thể bỏ chùa. Bởi vì chùa là cái nơi trợ duyên tiếp sức để cho chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động. Vậy thì chùa là cái chỗ để chặt pin. Chúng ta trở về để chúng ta chặt pin, chúng ta hấp thụ giáo pháp để chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động, giải thoát, giải kết, giải hoàn. Và giải thoát ngay trong từng cái chuyện hàng ngày chúng ta sống. Hôm nào mình có ngon, mình ăn ngon. Hôm nay không được ngon, mình ăn theo cái không được ngon. Mình đã từng ăn ngon và hôm nay có dở một chút cũng là thường. Đâu phải chưa từng ăn đâu mà ngồi cằn nhằn. Ăn một tô phở, thiếu con cộng quế mà ngồi nói hoài. Ăn cái này mà không có quê sao ăn. Nói vậy đó mà hết tô phở à. Thì thôi hạnh phúc mà ăn tô phở cho rồi chứ. Cộng như vậy thì ăn phở mà là chính, mà rốt cuộc cộng quế làm mình khổ. Mình nói ăn phở chứ đâu nói ăn quế. Thì hôm nay thiếu một cộng quế thì cứ nhẹ nhàng ăn phở. Đừng để cộng quế nó làm khổ mình. Quý vị nhớ được đó. Cho nên ở trong kinh mới nói nè, nếu người nào đi tìm châu báu mà đọa đi lạc vào một cái biển gặp giả xoa la sát, niệm danh hiệu Quan Âm. Niệm danh hiệu Quan Âm thì sao? Giả xoa la sát biến mất. Nhớ không? Nhớ trong phẩm không? Nói vậy, đi tìm châu báu là tìm cái gì? Đi tìm cái pháp, đi tìm cái cách tu, đi tìm cái cao đẹp. Mà đi tìm có đó dễ hay khó? Khó lắm. Trên đường giả xoa la sát nhiều lắm. Nhưng phải trở về niệm Quan Âm là trở về với cái đức tánh từ bi trong sáng của mình. Giả xoa la sát không làm hại được mình. Phẩm Phổ Môn nói vậy. Mình đang ở trong một cái lò lửa, niệm Quan Âm lửa biến thành ao. Bữa nào mình thấy lửa đang cháy phần phần nhau vô, nó mô quan một lát đem ra thành barbecue. Lò lửa đó là sân. Lò lửa trong Phẩm Phổ Môn nói là sân giận. Khi nào mình đang bực tức, đang sân giận, đừng nói gì hết, trở về niệm Phật. Niệm Phật thì giúp cho mình cứu vãn được cái tình thế, cứu vãn được sự đổ vỡ của gia đình,
tự nhiên tâm mình bắt đầu mát dịu lại. Đó, hồ lửa biến thành ao sen. Cho nên cái bài tán của mình đó, hỏa diệm hóa hồng liên. Chỉ cần hỏa diệm mà hóa được hồng liên, tự nhiên đất đai nhà cửa của mình trở thành thanh lương địa. Đất của đất tâm mình và thanh tịnh, gia đình mình thanh tịnh là thanh lương địa. Vậy thì sự thanh lương thanh tịnh của nhà mình, của tâm mình, nó đẹp, nó quý như Bồ Tát. Cho nên mình gọi là thanh lương địa Bồ Tát. Hương của mình dâng lên cúng, nó kết thành mây, nó đẹp. Cái đẹp của mây nó đẹp với Bồ Tát, chứ là hương vân cái Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát không có limit, không có limit. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có Bồ Tát. Đi vô trong chùa có một Bồ Tát đứng rửa chén hết một ngày Chủ nhật, không làm gì hết. Nam mô Bồ Tát thường rửa chén. Có những Bồ Tát ta làm vậy đó. Có những người người ta chỉ quét nhà, lau nhà mà không có người đó là mình mệt đâu. Có nhiều khi mình nói, cái bà đó tối không làm gì, đứng rửa chén tối ngày à. Không có bả là mình rửa chén. Không có bả là mình rửa chén. Nam mô Bồ Tát thường rửa. Cho nên người nào mà có xe đi chùa, đi ngang con đường nào đó mà biết có một hai bác sẽ đi chùa mà không có xe, mình phát tâm mình ghé ngang mình chở. Đi một mình tới chùa cũng là mình mà hao xăng. Bây giờ tấp vô rước thêm được 4-5 bác đi chung một xe nữa. Nam mô Bồ Tát thường đưa rước. Tu được như vậy đó là tu theo Phật. Cho nên Phật tử là gì? Là người có chủng tử giác ngộ. Hạt giống giác ngộ gọi là Phật tử. Nam mô Bồ Tát đưa rước. Bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình cũng thể giác ngộ. Quý vị biết không, tuần rồi đi giảng ở Philadelphia, trong 4 ngày mà Pháp Hòa giảng 4 cái tiểu bang, mỗi ngày bay một tiểu bang, mỗi một ngày 2-3 lần. Cái ngày bay từ Phila trước khi ra, 4 giờ chiều bay ra tới ngoại, họ tuyên bố là Chicago đang có bão, delay 6 tiếng đồng hồ. Ngồi rã rời ở ngoài Phila, bước lên phi trường, máy bay bay tới Chicago là 12 giờ khuya. Hết chuyến bay về Edmonton. Thế là ngồi thêm 9 tiếng nữa ở ngoài phi trường Chicago. Về có, vừa về tới nhà hay tin một gia đình của một vị Phật tử có người mất tại Chicago, bay ngược trở lại Chicago. Rồi xong từ Chicago mới bay về đây. Bây giờ Pháp Hòa là Bồ Tát thường bay. Con bà rồi tới đây, cái con chú Phật tử chú nói không biết nói dù mà dù đi đường quá, nói dạ lúc này không còn hết đi đường. Đi trên mây không, hồi xưa mình tu dữ dội lắm mới có thần thông không, bây giờ chỉ cần chút xíu thôi mình có thần thông. Thưa đại chúng là mình ở đây không phải chỉ muốn nói cái người Phật tử của chúng ta phải thương Phật. Phật là cái người cung ứng cho mình rất nhiều những phương pháp sống. Bởi vì chúng sanh của mình là khổ đủ kiểu đủ cách, và chúng ta gặp rất nhiều những hoàn cảnh. Cho nên Phật cho chúng ta rất nhiều phương pháp tu. Mà sở dĩ chúng ta không có được gì là điều gì, chúng ta không có chịu học và ứng dụng lại. Vì vậy cho nên bất cứ bài kinh nào, dứt câu kinh đó có câu này nè: lúc Phật nói kinh này xong, các vị thiên nhân A-tu-la gì đó vân vân, tính thọ phụng hành. Tính là tin, thọ là nhận, phụng hành là làm. Tại sao trong kinh lại có ba câu đó khúc cuối để xác định với chúng ta? Nếu chúng ta không tin, không thọ, không phụng hành thì những gì ở trên đó thành vô nghĩa. Đặc biệt khi mình đọc kinh được như vậy, hiểu kinh được như vậy, thì mình thấy bản kinh mình tụng thiệt là cao quý, dù chỉ có mấy câu. Quý vị hiểu ý hay? Thôi thì
Nãy giờ Pháp Hòa nói dòng nói do, nói nhiều kiểu nhiều cách, thì cũng chỉ để làm sáng cái nghĩa thêm một chút, để chúng ta đừng hiểu lầm cái câu mà chúng ta thường nói. Và từ nay về sau chúng ta biết rồi, chúng ta có ba hoàn cảnh để chúng ta sống trong một đời của người Phật tử: ở nhà, ở xã hội và ở trong chùa. Không thể nào thiếu được sự đi chùa, vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là định nghĩa của chữ chùa. Nhiều ai hỏi chùa nghĩa là gì? Chùa nghĩa là nơi gần chỗ thiện, xa lìa nẻo ác. Chúc đại chúng một ngày an vui. Quý vị nhớ là mỗi khi chúng ta đầu năm, chúng ta thường đọc cái bài giải kết, giải kết, giải oan kết. Có đọc câu đó không? Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng thành phát tâm cầu giải kết. Nhớ không? Thì giải là mở, kết là cột. Vì vậy thì chúng ta là cái người tu là muốn giải, tức là muốn mở thì không kết. Mà kết hoài thì nó chặt, mà nó chặt thì nó chội, ta kêu chật chội. Mà lâu ngày chật chội thì nó buồn, mà buồn thì bực, bực thì bội. Buồn bực bội, mà hay buồn mà bực bội thì nó bức bách. Mà bức bách lâu ngày thành bức tử. Kính xin thầy giảng thêm về giới không sát sanh. Khi trong nhà bếp có quá nhiều con gián, thì nếu con mua thuốc về xịt hay để bẫy bắt hay mướn thợ đến diệt hết gián thì có phạm tội sát sanh không? Nếu không thì xử lý, nếu không xử lý thì nhà sẽ đầy gián, ảnh hưởng đến vệ sinh. Thưa đại chúng, loài nào nó cũng có sự sống và cái nhận biết của nó. Trước khi quý vị muốn diệt, quý vị nên cho người ta thời gian bằng cách quý vị nói như thế này: các vị Bồ Tát gián, các vị từ đâu đến thì các vị nên từ đó mà đi. Ở đây không phải là chỗ nương náu của quý vị. Và nếu trong 3 ngày đến đây quý vị không đi thì buộc lòng chúng tôi vì cái vệ sinh chung mà chúng tôi có lỗi với quý vị. Mà quý vị nói bằng cái tâm chân thật, gián sẽ đi. Pháp Hòa nói thiệt đó. Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa hồi đó đó, cái thời mình nghèo á, cơm đâu có ăn. Mà nếu mà ăn cơm mà dư á thì mình mới lấy đồ mình đậy lại, sợ chuột. Mà ở Việt Nam mình đâu phải chuột nhỏ đâu, nhớ không? Chuột Nam, Việt Nam mình là chuột nó bằng cái cánh tay, cái đuôi mà cái chuột cống, mà nó bò vô nồi cơm một cái là mai hư ăn được. Mà quý vị biết không, lấy cái gì dằn lên nồi cơm rồi thì ảnh cũng chui vô được hết. Ảnh cũng làm cho mọi cách cái nắp nó, ảnh nhảy xuống được. Thì có một hôm Pháp Hòa đứng ngay giữa nhà, Pháp Hòa nói: các Bồ Tát Tý, các ông Tý, bà Tý, gia đình con nghèo lắm, không có đủ cơm ăn. Thôi bây giờ quý vị đừng có phá cơm của con. Nếu như á mà quý vị đúng cái thực thi như vậy thì con hứa là mỗi ngày con sẽ làm cơm cho quý vị ăn, không có phá nữa. Đi ngủ khỏi đậy nồi cơm luôn. Hôm sau Pháp Hòa lấy cái miễn dừa. Mà xin thưa đại chúng là nói xong rồi mấy ngày trời quên mất tiêu. Bởi tên nó ở đời mà được phần mình cái quên hết tất cả. Cái Pháp Hòa quên đi, có nó phá tiếp. Nó phá tiếp cái thì Pháp Hòa nhớ trực lại. Pháp Hòa mới lấy cơm á, Pháp Hòa trộn xong nước, thịt, nước gì đó để ngay giữa. Pháp Hòa đứng đó không ông nào ra hết. Cái Pháp Hòa mới la lên và nói: nè, cơm tôi làm xong rồi, mời quý vị ra ăn. Nói xong Pháp Hòa bước ra cánh cửa, Pháp Hòa núp á, thì từ ở trong trong góc trong hầm gì 4-5 ông ra ăn hết cái chén cơm đó. Đó là Pháp Hòa đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái ở bên Canada.
có một Phật tử làm vườn mà trồng cái trái blueberry đó, 25 mẫu trái blueberry, chuột ăn hết mấy cái gốc, thì mấy người con mới mua thuốc về chuột. Thuốc thì ông mới nói bây giờ con cho ba xin 3 ngày. Ông đứng ra giữa đồng, ông mới nói các Bồ Tát Tý, ông Tý, bà Tý, gia đình con sống nhờ cái mảnh đất này để trồng trọt mà sống, bây giờ các ông phá hết trơn lấy gì con sống. Mà mấy đứa con của con nó giận lắm á, nó bây giờ quyết định là diệt mấy ông đó. Nhưng mà thôi bây giờ con xin báo cho mấy ông biết, nếu 3 ngày nữa mấy ông không đi thì để thuốc, chừng đó mấy ông ăn trúng mà con không có lỗi à. Quý vị nói xong rồi, từ đó về sau không có một ông nào tới hết. Ở Cali mà cái vùng ở Cali là kiến nhiều lắm đó, mà Pháp Hoài bày cho người ta kiểu đó rồi, bây giờ mấy vị làm cũng hết trơn. Cho nên mình làm cũng được, nhưng mà trước khi làm nhớ thông báo. Cũng giống như trước khi chúng ta thỉnh chuông, cầm cái dùi chuông lên là chúng ta phải nhập vô cái chuông 2 tiếng trước khi lên 1 tiếng chuông. Cái đó gọi là thức chuông. Tại sao chúng ta phải thức chuông? Bởi vì cái chuông á, nó làm bằng một loại kim khí. Nếu mà chúng ta không nhập hai vô cái chuông á, tự động chúng ta phát 1 tiếng chuông thì chuông sẽ bị tức và bị bể. Cho nên trước khi thỉnh 1 tiếng chuông vang lên thì phải cầm cái dùi nhập vô cái chuông 2 tiếng rồi mới thỉnh, để chúng ta chuyển cái loại kim khí này để nó có thể nó chịu được 1 tiếng chuông sắp tới. Quý vị đang ngồi im lặng vậy mà tự nhiên ai lại đập cái bóp, giật mình không? Giật mình. Thì cũng như thế, mình muốn làm gì phải thông báo trước. Cho nên đại chúng đang ngồi thiền im lặng mà trước khi muốn xả thiền là phải cầm cái dùi chuông nhập vô cái chuông 2 tiếng. Làm sao cho đại chúng có thể nghe được hai cái tiếng chuông khẽ nhẹ, rồi chừng đó mới thỉnh chuông. Cho nên quý vị thông báo trước cũng sao hết. Xin thầy hoan hỷ, con đã thọ thập thiện rồi, và con nghe thầy giảng là 10 giới. Vậy con Bồ Tát giới cũng 10 giới thập thiện. 10 giới thập thiện và Bồ Tát giới phân biệt giới nào và giới trọng? Thì cái câu hỏi đơn giản là thập thiện cũng 10 giới, rồi Bồ Tát cũng 10 giới. Vậy thì cái giới nào trọng hơn? Thì xin thưa như thế này, nếu là cư sĩ tại gia thì thọ thập thiện giới như hồi nãy Pháp Hòa trình bày. Cư sĩ tại gia khi thọ Bồ Tát giới không có thọ 10 giới trọng, mà chỉ thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh, dựa theo tinh thần của kinh U Bà Tắc Giới, chớ không phải tinh thần của quyển Phạm Võng Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới chúng ta có nhiều bản, nhưng mà ngày nay chúng ta thường dùng 2 bản. Một là theo Phạm Võng Giới Kinh, hai là theo U Bà Tắc Giới Kinh. Nhưng mà ở bên Phạm Võng Giới Kinh á, thì phần lớn là những giới đó nghiêng về người xuất gia nhiều hơn. Mà trong khi đó U Bà Tắc Giới Kinh thì tất cả các giới trong đó đều trực chỉ hướng dẫn cho tại gia Bồ Tát. Cho nên sau này quý thầy lấy tinh thần của kinh U Bà Tắc Giới mà truyền cho cư sĩ tại gia, thay vì truyền thập giới, 10 giới hay là 48 giới như Việt Nam ngày xưa, thì bây giờ chỉ còn 6 giới trọng, 28 giới khinh. Điều này không nghĩa là quý thầy tự giảm, mà dựa vào một quyển kinh khác trực chỉ nói cho Bồ Tát tại gia. Ở trên phương diện thập thiện thì không có vấn đề gọi là cái giới mà gọi là thập thiện á, là tượng trưng cho những cái giới tu về thiên thừa. Còn Bồ Tát giới là để cho chúng ta hướng tâm chúng ta cao hơn, là chúng ta tu gì? Tu Bồ Tát thừa, tức là phải rộng độ chúng sanh. Chẳng hạn như là không sát sinh mà còn phải tìm mọi cách bảo vệ, cũng như là phóng sinh, thí dụ vậy đó. Và không có được thay vì Bồ Tát là đi nói lành cho người ta, tự nhiên Bồ Tát đi nói xấu người ta. Cho nên mình thọ Bồ Tát giới là không có được nói xấu ai hết á.
Mình còn nói xấu người ta, nói tốt, nói xấu người ta là không phải Bồ Tát. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con có một thắc mắc, con người có bao nhiêu tâm? Tại sao mỗi lần con trì chú hay niệm Phật, miệng thì niệm nhưng tâm nghĩ về chuyện gì đâu đâu? Vậy thì tâm suy nghĩ chuyện gì đâu đâu, thì tại sao miệng còn có thể niệm Phật? Câu này giống mình quá ha. Thưa đại chúng á, cái miệng mình niệm á, là mình niệm thôi, có thói quen. Nói riết hồi cái miệng nó quen, mà trong khi đó tâm nó đi chơi rồi. Không phải là mình có nhiều tâm, nhưng mà thật sự là nhiều tâm. Bởi vì mình có tâm tham, tâm sân, tâm si, nó biến khởi theo những cái hình tướng ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta tu á, hồi sáng này Pháp Hòa nhớ á, thượng tọa giảng cho chúng ta nghe đó, là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta luôn luôn đem cái ý nghĩ của mình trở về cái sự chân chánh trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là mình uống nước, là mình niệm uống nước, đó là chánh niệm về uống nước. Mình ăn cơm thì mình biết mình ăn cơm. Nhưng mà lâu nay mình niệm Phật, mình cầm chuỗi lên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà không phải cái đó tâm niệm. Cái đó là gì? Miệng niệm, mà miệng niệm theo cái tập khí, cái thói quen. Cũng giống như bây giờ quý vị tụng kinh vậy đó. Cái bài nào quý vị không thuộc là quý vị nhìn, quý vị dò. Mà hễ bài nào mà thuộc là bắt đầu ngó. Hồi không thuộc là ngó xuống, mà tới hồi thuộc rồi ngó lên, đúng không? Cũng y như mình vậy đó. Hồi mới tu khiêm cung lắm, tu chập rồi ngước lên không. Tức là mình không thấy ai mà có không, mà lúc đó mình không thấy ai hơn mình đó, mình thấy mình hơn người ta không à. Cái nguy hiểm lắm. Cho nên khi mình tụng kinh á, mình để tâm vô, con mắt mình dính vô kinh nè, tâm mình nghĩ nè, miệng mình tụng nè. Cho nên khi mình tụng là tâm ý mình nhớ nghĩ hết. Nhưng mà khi mình thuộc kinh rồi mà mình đưa cái tâm mình, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Dạ Đà Dạ Đà Đi Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tì, trời gió bão có gãy hết cái cột. Nhưng mà mình đang tụng, mình cứ ngồi ý này mình nghĩa, thì cái miệng mình tụng cho có thói quen thôi. Nhưng mà tâm mình không có, vì cái tâm mình nó dán chỗ khác rồi, phải không? Thành thử ra cố gắng. Chúng ta là những người tu á, là những người chăn cái tâm của mình. Cho nên khi mình tụng mà cái tâm mình dọt chỗ khác á, thì mình kéo nó lại liền. Mình nói mình đang tụng kinh, cho nên kéo nó lại. Mình đang niệm Phật, kéo nó lại. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi thiền cũng vậy. Đang ngồi thiền là thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vô A Di, cái nghe tiếng cái người kia đi đi đi, cái mình nói trời đi đâu vậy, hồi nãy hứa cho tôi lát mới đi mà sao giờ đi trước rồi. Mình nghe cái tiếng người quen của mình đó, phải không? Cái là bắt đầu mình suy nghĩ rồi đó. Mình nói rõ ràng cái tiếng cái chị quen của mình nè, mà hồi nãy hứa với mình là đợi mình thiền xong mới đi, mà sao giờ hú ai đi trước vậy. Cái là ở đầu mình ngồi đây mình sợ trễ, mình sợ mất phần. Cho nên những lúc khởi như vậy là kéo nó trở về, kéo nó trở về, nói mình đang niệm Phật, không cho nó tiếp tục. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái người tu của mình cũng giống như cái người chăn con trâu vậy đó. Con trâu thì nó thích lân la, hết cái mảnh ruộng này thì tới mảnh ruộng khác. Vì vậy cho nên người tu của mình là phải kéo trâu lại. Nó vừa phóng kéo nó lại, nó vừa phóng kéo nó lại. Chăn cho đến khi nào thân đâu tâm đó, thì chúng ta mới được quyền ngồi nhàn nhã. Quý vị có thấy 10 bức tranh chăn trâu của nhà thiền đó? Đầu tiên là con trâu đen, chưa có dây. Mình là cái chú mục đồng đi tìm trâu, tức là người đi tìm tâm. Một khi nhận ra rằng chúng ta có cái tâm chơn và chúng ta có tâm vọng, mà thật sự vọng chơn là nó hết á. Nhưng mà khi chưa nhận ra việc gì hết thì nó hoàn toàn là vọng. Ví dụ coi cải lương mà ngồi khóc, thì lúc đó là mình khóc là tại vì cái gì? Tại cái tâm mình nó vọng, nó không biết cái đó là giả, nó không biết là giả.
phải không? Nó nghe người ta hát, nó nghe người ta hát gió, gió ơi, gió bay bay về nơi nào. Trời ơi, nó ngồi nó phố quá. Gió về cho lúa xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào, kéo dây ra chùi liền. Tại nó khóc rồi, vì nó thấy. Rồi nó bắt đầu nó khởi lên, nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cắm câu. Trời, nó ngồi niệm Phật bảo đợi ngày thất nghiệp đi cắm câu. Rồi bắt đầu một hồi nó ngồi nó niệm khác nữa. Nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ Miên. Vợ Miên nó hiền, cưới không tốn tiền, dù cho đen đuốc nó cũng có duyên. Cưới chi vợ việc tốn tiền, xà bông dơi phấn son quần sa ten quần so. Trời đất ơi, nó ngồi mà nó niệm đủ thứ hết. Nhưng mà cái lúc mà mình khi nó khởi cái đó rồi mình biết vọng. Cho nên kinh dạy mình á, tri vọng là hiển, tri chơn mà vọng chơn đồng nhị vọng. Mình biết nó vọng là mình không theo, mà khi không theo thì trở về cái chơn. Cho nên chơn vọng là một. Tại mình không hiểu cho nên mình mới buồn. Thí dụ như mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, cái người đó hồi đó tôi còn có tiền, tôi có thể mà lợi dụng được người ta đến với tôi. Bây giờ tôi hết tiền, tôi không có còn gì nữa, người đó không tới với tôi nữa, rồi mình buồn khổ. Nhưng mà một giây phút nào đó tự nhiên giáo pháp nó trở lại về với mình liền. Nó nói là sao? Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tâm. Nghèo mà ở trên núi coi có người nào đến thăm. Nghèo mà tới hồi giàu mà ở trong rừng á, người ta đến người ta nhìn bà con. Nó nhớ cái câu đó cái tự nhiên hết buồn. Rồi có một lúc nào đó nó nhớ câu thơ, nó nói trời ơi rõ ràng ông bà mình nói rồi, tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi, trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Nó nói tiếp, nó nói có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi, nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Nó hết buồn. Rồi nó một lát nó khổ, một lát nó vui, cái nó nói chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui, vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Rốt cuộc cuộc đời chủng chỉ khổ với vui. Tôi nói trời ơi sao bây giờ con nhớ cái người đó quá. Nó hiểu ra liền Phật dạy rồi, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, đúng không? Nhớ như vậy cái hết khổ. Tại vì mình rõ được cái pháp thật của thế gian. Rồi mình hiểu ra rằng mình có xa nhau mới nhớ nhau. Ngày mai là ngày Pháp Hòa ở đây ngày cuối, chắc đa số quý vị cũng vậy chứ gì. Thứ hai, thứ ba thì sao? Chỉ còn gần nhau ngày mai nữa thôi. Ngày mai nữa thôi là xa nhau rồi. À, mình nhớ như vậy. Nhưng mình nhớ trực lại, ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Tỉnh ngộ liền, à mà có xa nhau mới nhớ nhau.
Cho nên tâm nó một thôi, có vọng có chơn, mà không hiểu thì nó vọng, mà hiểu thì nó chơn. Giống như khi mình chưa hiểu là mình giận, hiểu ra rồi hết giận, mà cái giận nó đi đâu, có ai bốc nó ra đâu, hồi nãy đâu có ai đem nó vô, mà bây giờ ai bốc nó ra, tự nó. Con mình á, hẹn mình 9 giờ tối nay đón mình về nhà, đi chùa mệt muốn chết rồi, đợi nó lỡ nó đón mà đi vô đi ra bực bội. Rồi cái bắt đầu mình nghi, tôi nói rồi mà nó hẹn với con nhỏ này là thế nào nó cũng trễ. Mình giận bực tức đủ thứ, nhưng mà tới hồi mà mình nghi lầm đủ thứ, tức là mình đang bực giận với gì. Con nó đến hỏi con làm gì mà tới trễ. Má ơi con bị bể bánh xe dọc đường. Tự nhiên cái cục giận nó mất hết trơn à. Tại sao nó mất? Nó hiểu. Cho nên hồi nãy giận là si, mà hết giận là tỉnh. Chứ quý vị thấy tỉnh mê ở đâu? Khi chúng ta chưa hiểu thì là mê, hiểu rồi thì tỉnh. Cho nên giác và mê không có xa, vọng và chơn không có xa. Cho nên tại sao Phật tử chúng ta phải tường tu, thường tu để thường giác. Mà thường giác thì không có thường mê, mà không có thường mê thì thường hành và thường thành Phật đạo. Thôi hết giờ, mình nghỉ.